trọng sinh vì vườn trường yêu đương đơn nữ chủ hàng ngày thức ăn cho chó cái sản văn vả mặt đoạn liên hai năm rưỡi thanh mai trở về hứa hẹn lễ hỏi đúng chỗ lập tức chấp hôn vốn tưởng rằng thanh mai là hồi tâm chuyển ý lại không ngờ là tìm kiếm người thành thật dương thử quyết đoán dừng tổn hại mệt mỏi hủy diệt mở lại đi sau đó hai tuần bắt đầu thanh mai nào có người theo đuổi như cậu thái độ đâu dương thử biến thái thanh mai lúc trước anh đối với em rất tốt có thể trở lại trước kia hay không dương thự ngộ năng thanh mai ta đã xin lỗi ngươi đến tột cùng muốn như thế nào dương thự mẫu nhỏ thanh mai cuối cùng hỏi em một câu rốt cuộc có yêu anh hay không thảo luận nova ponenter thanh mai bắt đầu bò trong bóng tối tiểu phú bà dương thự đồng học đây là nghỉ hè bao tháng bằng hữu phí một triệu dương thự coi như ta cho ngươi mượn tiểu phú bà vậy ta muốn lợi tức nắm tay trùng ta lời bài hát điêu tiểu phú bà dương thự đồng học động vật bằng hữu có thể lẫn nhau chui túi dương thự đó là kangaroo tiểu phú bà dương thự đồng học lần này bằng hữu phí khả năng muốn trì hoãn dương thự chương 1. trùng sinh vui bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Thụ huấn hệ thống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Có người dạng này người theo đuổi sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Mã hóa tiền tệ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Dương Thự không thể rời bỏ ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Oi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Nhưng ngươi vụng trộm trở nên đẹp trai chính là phản bội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Thi đua sinh bạch một bông vải. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Không phải, ngươi phú bà A, à, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Dương thự đồng học, ngươi là người tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét